bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tình lặng, tiếng mõ xua bóng tà, lời kinh lạc. Ông Minh Tuệ đã bị nhiều nhà sư và đệ tử của họ chỉ trích, hàng loạt cái sai trong pháp tu của ông được họ đem ra kể. Tôi đã tổng hợp được một số điều mà họ cho rằng ông Minh Tuệ đang tu sai. Một, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại nhận đồ cúng dường. Chính vì cái sự tu không hợp pháp của ông nên Tây Phật giáo Việt Nam có Tích Xanh đã lên một bài viết khẳng định ông Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Minh Tuệ chưa bao giờ thừa nhận mình nhận đồ cúng dường từ ai mà ông chỉ đi khất thực, ăn xin. Tôi đã xem nhiều clip về ông trên mạng nhưng chưa thấy ông xin của ai thứ gì mà chỉ thấy người ta tự nguyện mang đồ tới cho ông. Hai, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư mà lại lấy pháp danh họ thích. Theo hiểu biết hạn hẹp của tôi thì không hề có luật nào cấm người ta tự đặt pháp danh cho mình. Thậm chí trên cõi mạng, dân chúng còn ưu ái tặng thêm pháp danh cho các vị sư họ thích như thích chuyển khoản, thích cúng nhà, thích kiếm kế. Ba, ông Minh Tuệ chọn lối tu khoe hình ảnh để nhận được sự tôn kính của mọi người. Chúng ta gần như không thấy những vị tu sĩ nổi tiếng ở Việt Nam đi bộ ngoài đường. Nếu cần ra đường, họ thường khiêm tốn ẩn mình trong xe mẹt hoặc Audi. Tôi đoán là những vị này đang thực hành lối ẩn tu. Ngược lại, ông Minh Tuệ không phải là nhà sư nhưng lại chọn lối tu khoe hình ảnh đầu trần chân đất đi bộ khất thực từ Nam ra Bắc. Ngày xưa, Đức Phật cũng đã chọn lối tu khoe hình ảnh như thế. Trong một clip trên mạng, ông Minh Tuệ từng tâm sự rằng ông đi để những phiền não trong tâm ông khởi lên để ông tập chánh niệm. 4. Ông Minh Tuệ vẫn còn tâm phân biệt, không dễ dãi trong việc nhận đồ, khiến Phật tử phiền lòng. Tôi biết có nhiều vị sư ở Việt Nam khi đi khất thực theo lối ẩn tu kín đáo. Họ chỉ đi trong khuôn viên chùa. Tất nhiên là ban truyền thông của chùa đã thông báo trước thời gian, địa điểm các thầy sẽ đi khất thực lên mạng xã hội để Phật tử biết mà đến cúng dường cho đúng giờ. Những vị sư này không có tâm phân biệt, họ nhận mọi thứ mà Phật tử cúng. Nếu họ cầm không hết thì truyền cho đệ tử đi cùng cầm giúp. Ngược lại, ông Minh Tuệ không nhận tiền mà chỉ nhận một lượng đồ chay đủ dùng cho một bữa ăn duy nhất trong ngày. Chính vì việc này mà ông Minh Tuệ bị một số người chỉ trích là đã tu theo Phật rồi mà còn giữ cái tâm phân biệt. Không những thế, có những người mang đồ chay đến cho ông mà ông không nhận. Có nài nỉ mấy, ông cũng không nhận, vì hôm đó ông đã thọ thực rồi. Theo quan điểm chủ quan của tôi, những ai nài nỉ ông nhận thêm đồ chính là đang dùng cái tâm tham phước đức của mình để phá cái hạnh tu của ông. 5. Ông Minh Tuệ tổn phước vì khiến người ta cãi nhau vì pháp tu của ông. Có một sư thầy cho rằng mình tu mà khiến người ta cãi nhau là mình tổn phước. Phật nói có 84.000 pháp tu. Tôi không rõ trong đó có pháp nào tu theo miệng đời hay không. Chỉ biết rằng điều ngu ngốc nhất là cố làm vừa lòng tất cả mọi người. Tu là sửa mình để bớt tham sân si. Nhưng nhiều vị sư hiện nay họ sửa mình cho khớp với cái tham sân si của thiên hạ, để dĩ hòa vi quý, để vút ve cái tâm tham và tâm si của Phật tử, để Phật tử vui vẻ mang tài vật tới cúng chùa thật nhiều. Tôi không nói họ tu sai hay tu hú, mà là tu dữ chưa. 6. Ông Minh Tuệ tu ích kỷ, chỉ tu cho mình. Ông Minh Tuệ xưng con với tất cả mọi người. Ông không nhận mình là sư hay thầy của ai, nên ông không có trách nhiệm hành dương đạo pháp. Theo hiểu biết thiển cận của tôi, khi Đức Phật chưa giác ngộ, Ngài không hằng pháp cho ai. Làm sao Phật có thể dạy cho người khác về từ bi hỷ xả, vô ngã, vị tha nếu tâm Ngài chưa đạt đến trạng thái đó? Ngày nay, có rất nhiều sư thầy đã dạy cho người khác làm điều đó. Liệu họ có thực hành thứ đạo lý mà họ giảng hay không thì mọi người có thể tự quan sát và rút ra câu trả lời. Nhưng tôi tin rằng người ta không thể cho thứ mà họ không có. 7. Ông Minh Tuệ tu ép sát, nghĩa là đi sai con đường trung đạo của Phật. Có người hỏi ông Minh Tuệ rằng sao thầy có thể ngồi được lâu như vậy, ý hỏi rằng sao ông có thể thực hiện được hạnh ngủ ngồi suốt cả đêm. Ông đáp rằng người đã xả đi nhiều phiền não thì mới ngồi được lâu, còn người nào trong lòng vẫn còn nhiều phiền não mà cố ngồi thì sẽ thành ép sát.
mấy khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa. Mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ. Mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bông Phật là nhà. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.